kính khó giúp cho Thanh đi thôi. Cảm ơn hát cơm. Cả nhà ơi, chia sẻ like giùm Thanh đi cả nhà. Chia sẻ like giùm Thanh đi mọi người. Giúp Thanh làm nhiệm vụ với em giờ này mới được có 2 sao. Ngon khoai. Chiều hôm một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ thương thương. Hello anh Bắc Cần. Anh chịu khó chia sẻ giùm anh. Hello tổng gia đình. Cả nhà ơi, chia sẻ like giùm em đi cả nhà. Em tên Thanh. Nắng một ngày nào đó anh xem. Come on, time. Cả nhà chia sẻ giúp Thanh làm nhiệm vụ đi, cả nhà lên đầu. Trời, chia sẻ gì mà nãy giờ em vẫn còn 24 được chia sẻ, em vẫn có chỉ có 24 được chia sẻ, em không lên được một cái lượt chia sẻ nào hết. Hello anh Lê Tấn, hello cả nhà. Cảm ơn Hùng Đòn, em like anh. Em like. Buồn quá. Buồn như con chuồn chuồn. Cho anh số điện thoại để làm cái gì? Hai ba mặt. Cho anh số điện thoại để làm cái gì? Anh xin số điện thoại em để làm cái gì? Nhớ ra chuyện nơi em không có ai. Ăn cơm rồi hả mặt? Cảm ơn Kịp. Cả nhà chia sẻ like giùm Thanh đi cả nhà. Thanh em nói nghe nè, nói nghe là nói gì em? Anh ơi nhớ là mong không thành thì sao nói cứ biết rằng nay chậm quá em à, là gì anh Hùng? Ừ đúng rồi, giờ này em chưa vượt 3 sao. Hello Hoàng Anh. Hoàng Anh chị vô, chị ra, chị ra, chị vô. Hello anh chị. Hôm nay